Mắc ỉ cũng phải là đau bụng mà kiểu mà đẻ mà em nói là em có lộn không, không có gì thôi đi về đó, đi về lỡ mà em đẻ anh chở kịp, em nói trời lúc đó anh bị run lắm, tánh anh không có đàn ông như em đàn ông hơn anh run quá em sợ chở đi không được. Tại vì trong hai đứa bé Ly là người đứa rất là bản lĩnh, bé Ly em á là cái đứa gọi là sống cảm xúc nhiều hơn. Thì vừa đi vô phòng đó thì bé Ly nói là chị ơi em mắc đẻ quá, cái chị nó nói là bác sĩ phòng trên nó đang đỡ đẻ cho ca trên, từ từ đi chút xíu nữa bác sĩ xuống đẻ đỡ đẻ cho em. Cái bé Ly mới nói là em mắc đẻ quá chịu hết nổi rồi, chắc em đẻ quá đó, xỉn nói thôi vậy em mắc đẻ đi. Cho bé Ly rặn lên liền luôn anh, mà chưa có lên cái bàn, bé Ly chỉ nằm thôi chứ chưa có đưa cái thao vô. Trời ơi, nói cái bà làm liền luôn. Em thấy cái đầu như không gì lộn, tóc đen chứ em thấy luôn, em hết hồn, em nói trời chị ơi vợ em đẻ rồi chị ơi, vợ em đẻ rồi chị ơi. Tại vì bé Ly nó cũng sợ. Lúc đó em giữ bình tĩnh với bé Ly là hít thở đều đi em, mà kia em không có khóc, khóc là sẽ bị mất sức, với lại không có la là em bị mất hơi rồi em chưa rặn ra, ở trong con nó ngợp mà em mệt nữa, cho nên là em lấy hơi em hít bằng mũi, em thở bằng miệng, lấy hơi em lấy sức em gồng em rặn ra, thì bé Ly đẻ rất là giỏi rồi, rất là nhanh, em bé ra rất là nhanh luôn. Rồi như lúc đó hả, cảm giác của mình nó nghĩa là thương cho vợ, nghĩa là ông bà xưa nói câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một con một mình á, mình cảm thấy là rất là nguy hiểm, mình rất là sợ luôn. Mà em không nghĩ là bé Ly nó vô tư vậy, mà vô trong đó đúng là bản năng làm mẹ trỗi dậy. Vì nghe em nói câu đó, thương con ra được cái đầu em bé rồi, ráng rặn ra ngoài luôn. Cảm giác của mình là muốn khóc, khóc vì thương, khóc vì hạnh phúc. Vậy thì lần đầu tiên khi mà là em được bế con của mình, trời như thế nào? Con ai không phải con tôi, ở đây hùi lùi xấu quá. Như con chuột á. Tới cái khúc là quan trọng hơn nè, cái biết tin vợ mình mang thai luôn. Dạ. Thì cảm giác lúc đó như thế nào? Tự nhiên cầm cái thẻ bài thì sao? Ngày hôm đó là đang đi chơi với vợ của anh quản lý á, đi cà phê, thì có một cái tin nhắn tới là em cho anh coi cái này. Mình tâm lý mình bị sợ chứ anh, tự nhiên gửi tấm hình qua cái que thử thai hai vạch mà 10 cái que luôn á, 10 cái que luôn á. Thử 10 gái luôn á. Sợ chắc luôn, có nghĩa là bà rất là ngây thơ, bà thử một cái bà không tự tin. Thì mình cười, cái bà nói rồi, cái nụ cười mà cười không có nguyên nhân, cười vô hồn này chỉ có nụ cười dính bầu thôi à. Cái em nói, ủa sao chị biết là nụ cười dính bầu? Mấy đứa dính bầu hay cười vô hồn vậy lắm, tại vì nó không có giữ được hồn với nó nữa đó. Cái em nói, giờ sao chị? Bà nói, ủa chuyện mày hỏi tao chi vậy? Qua ngày mai tụi em chạy đi ra bệnh viện siêu âm xét nghiệm này kia thì mới biết được là em bé được 2 tháng một tuần. Mà trong 2 tháng một tuần đó tụi em không biết tụi em mà dính bầu luôn, tại vì vẫn thoải mái. Tại vì bé Ly trước đây có bị cái là không có điều kinh nguyệt. Khi mà bị như vậy á, tụi em cứ nghĩ là do bệnh. 3 tháng đầu tiên có bầu là phải ăn uống phải kỹ lưỡng, không được uống nước dừa, ăn đồ mát quá, không được ăn cái này kia, không được chạy nhảy. Thì tụi em làm đủ hết, uống nước dừa ngày uống 3-4 trái, có bữa uống 5 trái luôn, ăn không bị lộn rau răm bình thường luôn, rồi ăn đu đủ bình thường, đu đủ chín sống thì cũng ăn hết luôn. Ở trong nhà 4-5 tháng à, dí chó bụng bầu, dí chó giỡn chạy rầm rầm rầm, chạy lên chạy xuống, chạy rồi mình sợ luôn á. Đến bầu thứ 8 rồi đó, tháng thứ 8 rồi đó, chuẩn bị dự sinh rồi đó nha. Anh em thích chơi cầu tuột, em muốn chơi đi hồ bơi, muốn tuột cái này tuột kia, muốn chơi đu quay, muốn chơi xích đu, muốn cảm giác mạnh, em muốn chơi tàu lượn vòng nữa. Em chơi cầu tuột á, tuột một chứ xuống 2 lần, tuột một cái ra một con luôn á, tại vì cái không có biết, vấn đề có quá là vô tư, không có ý thức được. Nói nghe nè, vậy thì là trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ bầu á, dạ, thì là nó có khó khăn không? Người ta thường á là có bầu là bị ốm nghén đúng không? Đúng vậy. Bé Ly không có ngán gì đó, em ngán gì bé Ly? Đó, nửa đêm anh tin không, em phải thèm ăn xoài chấm mắm ruốc. Em hả, 3 giờ sáng em chạy đi mua xoài non, cóc non, biết không, mắm ruốc em ăn như là ai dựa em ăn rất ngon, em ăn một lần 1 ký chè, một mâm 16 chén. Đúng vậy. Hai đứa em ăn, mấy đứa xung quanh ngồi nhìn thấy nè. Rồi tụi nó giống như là ở đâu ra tụi nó ăn cái gì đó. Giống như ai bỏ đói mấy tuần lễ 2 tuần vậy hả? Tại xong rồi uống trà sữa, bé Ly uống sương sương, người ta uống một ngày là uống 1 ly hay 5 ly đúng không, là thấy kinh khủng mà. Uống một lần 1 lít 7.
Một lít bảy. Một lít rưỡi. Uống không biết mừng lên. Anh cho anh biết nha, cái ly trà sữa 700ml của mình thể tích mà pha chỉ có 150ml trà sữa thôi. Khủng khiếp không? Trà sữa là người ta tính ly thôi, còn là tính lít nha bạn. Đầu riêng á, tụi em đi về quê chơi á, cái xe em dừng cái đèn đỏ mà tụi em mặc cảm với đời luôn. Là xung quanh mọi người nói, ủa nghe mùi sầu riêng đâu hả? Đứng ngay đèn đỏ ai cũng hỏi. Trong cốp xe em đầy sầu riêng mà không phải trái sầu riêng nha. Là khui thành hộp mà để trong hộp cơm á. 110kg sầu riêng, 110kg sầu riêng. Cho hỏi nha, tên nhà bé tên gì? Bé tên Cà Ri. Nó không liên quan đi. Nó không liên quan đến sầu riêng ta. Đây đây đây, có liên quan. Thật ra là đến lúc mà sinh á, là bữa đó là không phải đến ngày dự sinh luôn, bị sinh sớm. Thì bác sĩ không có cho ăn uống gì hết. Bác sĩ nói rồi thôi nhập viện chút xíu nữa, bác sĩ có thức ăn cho bà bầu ăn. Bé Ly nói thôi em không quen ăn cơm, với trên đây nấu cơm toàn là cơm thịt cá mà bé Ly không có thích ăn mấy cái đó. Cái ra bé hỏi thích ăn gì, nó thích ăn cà ri. Thế em nghĩ là mình lén bác sĩ, mình làm sai chút xíu nữa. Thật ra em hỏi bác sĩ trước là nếu mà mình ăn đồ ăn ngoài có bị gì không, bác sĩ nói thật ra là không vệ sinh thôi. Em kêu bà chị ở nhà nấu cho em một nồi cà ri, là mua một con vịt thẳng cả một nồi, bình thường người ta mua một phần thôi, chơi tức là một nồi. Một nồi thì mình nghĩ một nồi thì em ăn chung, thì nghĩ là một nồi bé Ly sẽ ăn một tô mà ăn nổi, là ăn mấy cục thịt hoặc mấy cục khoai thôi. Ăn hết một nồi, ăn hết một nồi một con luôn hả? Ăn hết một nồi cà ri luôn, xong là bắt đầu mới đau bụng cái là vô đẻ liền luôn. Thì đẻ ra em đặt tên con là cà ri. Em có giỡn đó, rồi bé Ly, ai dựa em ăn dữ vậy bé Ly? Và với lại có một cái thông tin đó là trong cái quá trình mà là em đưa vợ đi sinh nở thì là có xảy ra một vài khó khăn trong cái vấn đề kinh tế. Dạ. Thì cái khó khăn đó em có thể chia sẻ được không? Thật ra với em nó cũng vui chứ không có buồn đâu. Là cái lúc mà đi sinh á là ngay cái mùa dịch luôn. Trong người em á lúc đó còn 3 triệu mấy thôi, tiền mặt thôi. Và em với Billy rất là may mắn là vừa rớt hết mức thẻ ngân hàng, mất bóp, hết giấy tờ của hai đứa để chung một cái bóp, mất hết luôn. Thì đi vô bệnh viện thì mình đâu có nghĩ đến dự sinh đâu, là tháng sau mới sinh mà. Thì tự nhiên cái vô bác sĩ nó giữ lại. Thì em nghĩ là đóng tiền viện phí chắc cỡ ứng trước thì 5 triệu thôi, 10 triệu thôi à. Em đâu có nghĩ là đóng 20 triệu đâu. Cái em mới điện bạn em á là bây giờ cho mượn tiền. Thì bạn nó nói để tao chuyển khoản cho mày. Bây giờ tao không có thẻ mày chuyển khoản cho tao làm chi, mày đem tiền mặt của cho tao được không? Nói mày ba tao, tao cho mày mượn tiền mà tao đang ở Hóc Môn mà mày ở Hùng Dương đó. Cái nó bây giờ không được thì coi như khỏi cho mượn. Hoàn toàn là tụi em không có dám điện cho cha mẹ gì hết, tụi em họ sợ làm phiền á. Cái em điện cho bà chị ông anh này kia cho em mượn tiền, em phải quơ tiền này cứ đầy đủ để mà được vô sanh dịch vụ. Vì sanh dịch vụ thì em sẽ được đi theo luôn, thì mình đăng ký phòng chờ sinh. Mình vừa đăng ký phòng chờ sinh thì bà sinh, bà đau bụng thì nên mất cái tiền phòng chờ sinh đó, nó sẽ bị hụt xuống tiền nữa, hiểu không? Ủa sao kỳ vậy ta, sao mà là nó cứ vậy, nó giống như nè, có nghĩa là làm tới cái nó mất, thì tới cái nó mất đủ rồi thì thôi đi vô sinh đi. Có nghĩa mình bà không sinh thì quỷ cái phòng đó, có người khác vô ở cái phòng đó, thì bà đó bà nằm hoài mấy tiếng không sinh. Cái xong ra đăng ký lại, bác sĩ nói bây giờ có chắc chưa, để em đăng ký rồi, cái phòng này đăng ký rồi là ra biên lai là không có cho ưu tiên lại cho em trả phòng, là bên này chị là lấy phòng lại chứ không có làm khó em. Thì hên cái là vô đau bụng chút xíu nữa là bé Ly sinh. Bé Ly thì không có đau mà bé Ly nói em cảm giác đau bụng như là mắc ỉ, chứ không phải là đau bụng mà kiểu mà đẻ. Mà em nói là em có lộn không, không có gì thôi đi về đó, đi về lỡ mà em đẻ anh chở kịp. Em nói trời, lúc đó anh bị run lắm, tánh anh không có đàn ông như em đàn ông hơn anh run quá, em sợ chở đi không được. Tại vì trong hai đứa bé Ly là người đứa rất là bản lĩnh, bé Ly em á là cái đứa gọi là sống cảm xúc nhiều hơn. Thì vừa đi vô phòng đó thì bé Ly nói là chị ơi em mắc đẻ quá. Cái chị nó nói là bác sĩ phòng trên nó đang đỡ đẻ cho ca trên, từ từ đi chút xíu nữa bác sĩ xuống đẻ đỡ đẻ cho em. Cái bé Ly mới nói là em mắc đẻ quá chịu hết nổi rồi, chắc em đẻ quá đó. Bác sĩ nói thôi vậy em đẻ đi. Rồi bé Ly rặn lên liền luôn anh, mà chưa có lên cái bàn. Bé Ly chỉ nằm thôi chứ chưa có đưa cái thao vô. Trời ơi, nói cái bà làm liền luôn. Em thấy cái đầu như không gì lộn, tóc đen chứ em thấy luôn, em hết hồn. Em nói trời chị ơi, vợ em đẻ rồi chị ơi, vợ em đẻ rồi chị ơi. Tại vì bé Ly nó cũng sợ. Lúc đó em giữ bình tĩnh với bé Ly là hít thở đều đi em, mà kia em không có khóc. Khóc là sẽ bị mất sức. Với lại không có la là em bị mất hơi rồi em chưa rặn ra, trong cái con nó ngợp mà em mệt nữa. Cho nên là em lấy hơi, em hít bằng mũi, em thở bằng miệng, lấy hơi, em lấy sức, em gồng, em rặn ra. Thì bé Ly đẻ rất là giỏi, rồi rất là nhanh, em bé ra rất là nhanh luôn. Rồi như lúc đó hả, cảm giác của mình nó như là
thương cho vợ á, nghĩa là ông bà xưa nói câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một con một mình á, mình cảm thấy là rất là nguy hiểm, mình rất là sợ luôn. Mà em không nghĩ là bé Ly nó vô tư vậy, mà vô trong đó đúng là bản năng làm mẹ trỗi dậy. Vì nghe em nói câu đó, thương con ra được cái đầu em bé rồi, ráng rặn ra ngoài luôn. Cảm giác của mình là muốn khóc, khóc vì thương, khóc vì hạnh phúc. Vậy thì lần đầu tiên khi mà là em được bế con của mình, cảm như thế nào? Con ai không phải con tôi, nó đang hồi lùi xấu quá. Như con chuột hả? Có nghĩa là em cứ đi đó, trời em, nó đen hù lùi, nó đỏ quét mà hả, nó như con chuột, nó xấu quá vậy. Quá khi nào bác sĩ đưa lộn con mình đâu, tại hai đứa em cứ mặt cũng giỡn á, sĩ còn mắc cười, bác sĩ nói nó làm diễn viên hài đúng rồi, giờ vô đây nó còn giỡn được nữa. Thì cảm giác đầu tiên là mình cảm thấy là hôm nay mình ý thức được là mình có con này, mình có gia đình này, không phải là yêu đương nữa. Em chỉ nghĩ đơn giản là ngày xưa là mình làm không được thì mình làm lại, nhưng mà bây giờ mình có con, nếu như mình một lần mình thất bại á là mình thua, tại mình không còn cơ hội, không còn tuổi trẻ, mình không có cái đủ thời gian để gia đình mình chờ mình. Ở thời điểm hiện tại thì bé cũng đã được vài tháng rồi. Dạ. Những cái tháng đầu tiên nó sẽ rất là vất vả. Dạ. Giữa cái việc là chăm sóc gia đình nè, rồi chăm sóc cho cái nghề nghiệp của mình á, thì là bạn quán xuyến như thế nào? Em sợ nhất cái trạng thái là cái người phụ nữ sau khi họ sinh ra, sinh con á, họ sẽ bị vấn đề về cảm xúc, về tâm lý. Cho nên họ bị cái một cái trạng thái là trầm cảm sau sinh. Cho nên là nói vui vơi nôm na cho vui ha. Bé Ly sinh xong, bé Ly không muốn trầm cảm sau sinh, mà sau khi bé Ly sinh xong em muốn trầm cảm. Cho dù công việc của em có nhiều, có chồng chất, có quá tải, thì em sẽ kêu một ai đó hỗ trợ em. Chứ không bao giờ em kể những cái công việc đó ra cho bé Ly nghe. Không sao, tại vì em nghĩ đây nè, chịu được một cái nỗi đau mà để banh da xẻ thịt ra đứa con, phụ nữ họ chịu được. Thì chỉ có những cái cảm xúc của họ, xuất phát từ họ, tại sao mình chịu không được. Thì chỉ lắng nghe thôi, chứ không có nên để tâm tới, đừng có giận, đừng có buồn. Thì may mắn cho em là bé Ly không có những cái triệu chứng tâm lý thay đổi gì sau khi sinh. Thậm chí sau khi sinh bé Ly còn vui vẻ, dễ chịu hơn nữa. Và công việc của em thì rất là rõ ràng. Khi nào em đi diễn thì công việc hoàn toàn ở nhà, nhân viên và một bà chị hỗ trợ em. Còn khi nào mà em ở nhà thì em sẽ bắt tay công việc là em nhảy ra, em đứng bán phụ luôn. Em cũng bất ngờ cái là hồi xưa bản thân mình á, là ăn uống cũng để em nhắc, thậm chí cái gì cũng để em nhắc, nhưng mà tự nhiên có con rồi á, là lo cho con rất là kỹ, trưởng thành hơn, không có để em nhắc là phải như thế nào là chăm con, bé Ly biết hết. Sau những gì mà là Duy Khương chia sẻ thì đây cũng là lần đầu tiên mà Ngọc Trai được lắng nghe. Có thể là mọi người nhìn ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12 2020 đây, và hãy đến với NetLove nhé, nơi sẽ kết nối tình yêu. Ở Duy Khương á, hồi trước khi mà là bạn vừa đạt được quán quân á, đây là một anh chàng diễn viên hài rất là tếu táo, lúc nào cũng muốn mang lại những cái cảm xúc tích cực cho mọi người, tiếng cười cho mọi người. Nhưng mà là ở phía bên trong của Duy Khương lại là một người đàn ông, theo ra thấy như là một người cực kỳ chu toàn. Chu toàn ở đây là về cái mặt tinh thần. Đối với trai là cái điều đó nó hoàn toàn luôn nha, là một cái điều nên nên đưa lên hàng đầu, chứ không phải là về kinh tế. Và bạn đang làm rất tốt cái điều đó, và ta phải nói là ta rất là nể bạn. Em nể bản thân em. Lúc mà bé Ly sinh đó là 3 ngày đầu tiên trong bệnh viện á, anh có biết là 3 ngày á là em không ngủ. Mà lúc đó là em vừa có lịch đi quay, em vừa phải hoàn tất xong cái khóa học về ẩm thực, em còn nợ kịch bản, em viết kịch bản nữa, rồi lúc đó em còn chạy về bệnh viện, em lo em không có ngủ nhà được luôn á. 3 ngày đó em bần thần, mà em ngồi đó nha, mà em đi diễn em không biết là em đang nói cái gì luôn á. Và em nhớ có một cái buổi bé Ly chuẩn bị được về nhà, thì bé Ly bắt đầu mới nói nhờ anh coi con chút xíu nha, em đi toilet một cái. Em là người ngồi canh con em mà không biết em ngủ khi nào không hay. Trong bệnh viện anh biết không, mình nghe cái tiếng nít khóc nhiều quá, thành ra mình bị lờn á. Em nghe tiếng nít khóc, em không biết ai khóc. Tưởng con ta hả? Em tưởng con người ta khóc. Bà kia hiểu, cưng ơi dậy đi cưng, con em khóc quá trời luôn, mà em ngủ rồi cưng. Em bật dậy từ một cái ghế mà ghế đẩu mà để nằm trên cái bên cái giường của bà đẻ. Em nằm em phóng một phóng nha, em nín con em ôm dỗ, mà em không biết là tôi là ai, đây là đâu. Tôi có con từ đời nào mà nó là ai vậy? Mình dỗ mình thấy thương, tại vì nó khóc tội nghiệp quá, ba mẹ nó không dỗ nó, mình dỗ nó. Rồi cái ba mẹ là... nó không dỗ nó, mình dỗ. Nhưng mà thật ra mình không biết là tại sao mà. Thôi con ơi mày khóc quá vậy, khóc không nín gì con. Ôi mở mắt ra chỉ biết là em Duy Khương hả? Trời em có con nào vậy? Trời chị ơi em còn biết em có con nào nữa, em bần thần luôn. Rồi lúc đó hai đứa gọi là có bị cảm giác tủi thân á, là vì không có người lớn bên cạnh. Khi mà đọc loa bác sĩ nói là các bà mẹ có con á, chuẩn bị nha, chuẩn bị quần áo để cho mà bác sĩ hộ lý hộ tá người ta tới, người ta tắm cho em bé, thay đồ. Thì tất cả nghe loa đều bồng con đi lên trên chển, thì em cũng lên trên chển nhưng em không bồng con.
Em để con tại giường em lên trên em bồng bác sĩ xuống dưới bồng con em lên. Bác sĩ hỏi tại sao ở trên sân khấu diễn ra làm mẹ nhiều mà ở đây không biết làm mẹ, không biết làm cha. Em nói hồi em bồng con em sợ nó lọt quá bác sĩ ơi, tại vì em không dám bồng, nó nhỏ con em nhỏ quá. Mà bác sĩ nói là đưa tay đi tôi chỉ bồng thôi, thiệt á em không dám bồng, bác sĩ bồng em đi. Em nhất định không bồng. Đến nỗi mà cái khu đó, cái khoa đó, cái tầng đó nổi tiếng biết là cái thằng đó không bị bồng con, đọc lo xong tự bỏ cái lo xuống xuống dưới bồng con lên. Giống như con của con nhỏ đó vậy á. Mà cái con nhỏ đó nó mới thực tập thôi, nó em còn biết bồng bé, anh không biết bồng bé, anh quá dở luôn. Còn... Ê thiệt tôi cười mệt lắm luôn á, nãy giờ tôi mỏi miệng lắm luôn rồi. Nói chung quá là em cảm, nhưng đây em cũng cảm ơn những cái gọi là đội ngũ y tá, bệnh viện bác sĩ, bệnh viện Hùng Vương rất tận tâm với em luôn. Nói chung là lớp 3 ngày đó thôi với em á, nó rất là nhiều cái khoảnh khắc mình cảm nhận rất là nhiều cảm xúc. Có một câu hỏi mà là trai cũng muốn hỏi riêng Khương thôi, tại vì Khương với lại trai có thể nói là có một cái điểm chung hả? Cái điểm chung. Dạ. Đó, thì khi mà là bé ra đời rồi thì giữa hai gia đình á, cụ thể là ông bà nội và ông bà ngoại, cái cảm xúc của họ dành cho mối quan hệ của hai vợ chồng á, nó đã có thiện cảm hơn chưa? Thật ra là em cũng không nghĩ mình là có một cái có đến một cái hôn nhân, có một cái gia đình nhưng lại không có được như mọi người, không có được thuận lợi như mọi người. Yếu tố nằm ở chỗ phụ huynh, mà cái nút rút mà ở vấn đề người lớn á, mình không thể mở được. Nhất là từ mẹ bé Ly, em đã chịu đựng rất nhiều những khoảng thời gian khi hai đứa em quen nhau, và thậm chí là bị đe dọa. Tự trọng nhất là mình là nghề diễn viên mà người khác đem nói là mình diễn và mình là sướng ca vô loại. Em chấp nhận nó như là một cái điều gì đó mà em không chấp nhận. Nó bị mâu thuẫn trong câu nói em ha. Tụi em phải chấp nhận phụ huynh. Câu đó bị bất hiếu, bị hổm. Chỉ có phụ huynh được quyền chấp nhận tụi em. Nhưng mà em là một cái khay đặc biệt. Có những khoảng lặng, có những góc khuất mà tại sao tụi em một mình. Không phải tụi em chỉ biết nghĩ là vì sợ phiền người lớn, mà vì tụi em chưa bao giờ nghĩ tụi em có gia đình. Em có một điều ước là em ước gì mẹ em đừng sinh em ra. Cái điều kinh khủng nhất là ba em không nhận em, và sau này có những điều kinh khủng từ mối quan hệ ba mẹ em mà đến bây giờ người ta có thể chỉ trích nhau. Người ta có thể chỉ trích em và mẹ em, nhưng người ta không biết được là những ngày tháng mọi người ít nhất được ngồi chỉ trích người khác, còn ba còn mẹ, còn em còn ai, và em còn thêm những lời chỉ trích đó. Bé Ly cũng ước gì là mẹ bé Ly thay đổi, hiền trở lại, và chỉ cần mẹ thương bé Ly là bé Ly có thể hy sinh tất cả. Cho dù hai đứa em sau này lỡ hai đứa em không có được cái cảm giác của ngày hôm qua, thì em vẫn sẽ phải thương con em hết tận tâm can, hết ruột gan của em. Nhưng đây á, chương trình là em cho thấy là thật ra là em muốn khuyên mọi người là trước khi muốn quyết định điều gì đó giữa hai người đến với nhau, hãy nhớ nguyên nhân bắt đầu, và hãy nhớ được là hệ lụy không phải là mình là người chịu tổn thương, mà là những đứa trẻ nó sẽ mất mát đi tình thân. Và tụi em đã thay đổi bằng lời ăn, tiếng nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ, và tụi em là những người trẻ mà rất là tinh tế, sẵn sàng mẹ cần gì, ba cần gì nói, tụi em sẵn sàng nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, nói lời thương yêu, nói rất nhiều. Hãy cố gắng vì ngày mai, hãy cố gắng vì con của mình, hãy cố gắng vì mình đã từng đổ vỡ như vậy đó. Hãy nhớ sau này đừng để cho con mình bước là những bánh xe của mình bước, đừng để cho con mình bước là những bánh xe của mình bước. Thật ra mà nói thì đó chính là những cái cảm xúc. Cái này không phải là anh nói thêm hay là nói bớt gì đâu nha, mà là em bắt buộc phải chịu. Bởi vì chính những cái điều đó nó sẽ khiến cho em thấy được rằng là mình mạnh mẽ đến nhường nào. Và sau những gì mà Duy Khương chia sẻ đó nha, thật sự mà trai thấy là ngoài vợ em ra là không còn một ai phù hợp với em đâu. Anh tin chắc một điều luôn nha, gia đình của bạn sẽ cực kỳ hạnh phúc. Bởi vì nhà là phải có nóc, phải có một cái trụ cột đứng vững. Khương đã quá vững rồi. Hôm nay nãy giờ là nghe Khương tâm sự cũng rất nhiều, và nãy giờ cũng không hiểu là anh với em thì làm việc 2016 cũng chỉ làm việc và biết nhau thôi, cũng thực sự là cũng chưa hiểu tính tình nhau lắm. Anh mà đặt trong trường hợp của em, banh sẽ banh ngay tại chỗ liền. Nói banh tính cách của người anh nó sẽ là rất là nóng nảy, mà không thể nào kiềm chế được những gì của em. Anh quá ngưỡng mộ em.
Anh nói thật, anh nói thật sự mà nói là anh không thể nào tưởng tượng được là Duy Khương lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Một câu thôi. Không Khương chứ ai? Ly à, ngoài Khương ra không còn ai. Đó, nó phải là như vậy. Chắc có thể là vì ngoài yêu Khương nên mới vậy. Đúng vậy. À, chỉ có Khương mà thôi. Thôi vì nãy giờ là chúng ta cũng khá là nhiều cảm xúc rồi ha. Dạ. Giờ vui trở lại đi anh. Không biết cái phần này không biết có vui hay không. Thì chắc vui. À, vui nha. Đây là một món quà mà chương trình đã chuẩn bị dành cho Khương. Dạ. Xin mời Khương hãy nhìn lên màn hình. Anh nhà anh Khương có những cái tật xấu như hay nói chuyện một mình lắm. Cứ nói bên tai mình suốt một đêm luôn. Rồi anh coi những cái clip hài khác nữa. Em kêu thôi anh tắt máy đi, anh đừng có mở cái này nữa. Không, nghe clip của cô Minh Thiếu. Em là bị nghe mỗi ngày luôn, là lúc nào một ngày anh mở hầu như là 24/24. Em nhức đầu lắm. Tầm tới khoảng đêm tối á, thường là 10 giờ, 11 giờ là mình em phải đem bé lên để cho bé đi ngủ rồi. Cho bé ngủ xong rồi tới anh Thương nói. Và anh nói tới 1-2 giờ khuya, tới 2-3 giờ sáng. Xong rồi lại 8 giờ sáng là phải dậy rồi dọn cho nhân viên nó set up quán. Dọn quán. Em để ý nhức đầu khúc mà khi mà khách tới mua đồ á, anh nói rất nhiều. Anh nói từ lúc khách đi vô là anh sẽ nói với khách 1 tiếng đồng hồ. Ngồi trong quán khách uống nước nè, anh vẫn lại anh nói chuyện với khách. Anh nói thêm 1 tiếng đồng hồ nữa là 2 tiếng. Rồi khách đi về, khách ra tới bãi đỗ xe luôn rồi, dẫn xe luôn rồi. Anh đang nói chuyện với khách thêm 1 tiếng nữa, 3 tiếng đồng hồ mới cho khách đi về. Người ta hút 1 ly nước là anh hết 3 tiếng đồng hồ. Anh là một người rất đảm đang. Hầu như người ta thường nói á, em là chồng, còn anh Khương là vợ của em. Thì ở nhà thường là việc nhà anh Khương cũng dọn, nấu ăn uống anh Khương cũng nấu. Chỉ có em là chỉ có ở nhà chỉ chăm bé thôi. Lãng mạn thì có dịp Valentine có bầu. Bữa đó hai đứa hẹn em đi chơi, nhưng mà em đợi anh từ sáng tới chiều tối là 7-8 giờ tối á, vẫn không thấy bắt máy. Em nhắn tin thì lại không trả lời. Em nói ủa anh làm người ta hay là chắc bận. Bên đầu thì cũng có nghi ghen hay là ủa có khi nào đi đâu không ta, đi với ai không, để lại vậy hay là có khi là. Thì sau đó thì tự nhiên thấy anh đứng trước cửa nhà, anh gọi cho em là ủa cái Ly đang đâu vậy. Em nói em đang ở nhà. Rồi nói anh đang đứng trước cửa nè, thì thấy tay thì cầm một cái hộp quà hình trái tim, còn ôm thì một con gấu bự ơi là bự luôn, bự hơn em nữa. Ủa của bà vừa vui vừa bất ngờ, tại vì đây cũng là lần đầu tiên luôn á mà có một người quan tâm mình như vậy, rồi tặng cho mình quà mà bất ngờ như vậy nữa, làm cho lúc đó em thấy hạnh phúc lắm. Thường thì kỷ niệm buồn cũng không có nhiều, tại vì chỉ em với anh Khương chỉ thường lâu lâu á, có thỉnh thoảng có cãi nhau, mà cãi những cái chuyện đời sống thường ngày thì vặt vãnh thôi. Khi mà nóng tính thì người ta hay lỡ lời á, là cũng có mình cũng có buồn buồn, nhưng mà sau đó thì hai người cũng là tự đồng hòa với nhau. Em mới sinh bé mà bé đầu nữa nên là hơi cực, tại vì kinh nghiệm cũng không có nhiều. Em có từng chăm em của em rồi nhưng mà chỉ là một phần nào đó thôi, nên là khi trong giai đoạn trong tháng á, em có hơi bị tâm lý một chút, phải ở cữ 1 tháng ở trong phòng, nên là có hơi bị bức bó trong người. Với lại một phần bé khóc quấy á, nên là cũng hơi mệt, thiếu ngủ nữa. Anh Phương này công việc nhiều nữa, nên là để cho anh có thời gian anh làm việc, thì em chăm bé để cho anh bớt được cái gánh nặng. Tuy bận nhưng mà anh vẫn có lui tới rồi quan tâm sức khỏe của em, như ăn uống, rồi chơi với em bé. Chưa, vậy chưa có cười đâu cô ơi. Con 4 gái rồi. Con 4 gái. Chặng đường phía sau còn rất dài. Em mong là ba của Ri sẽ thành công trong công việc. Công việc càng ngày càng phát triển hơn. Điều quan trọng hơn là bên cạnh em với cà Ri với gia đình hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Mấy mẹ con em sẽ ở nhà theo luôn luôn dõi theo anh và
động viên anh. Bây giờ thì mới thấy là Duy Khương nói đúng, Bentley đẻ thuê. Cái mặt y chang Duy Khương à. Ha. À, từng cái tấm hình đó, nó cho anh thấy từng cái thời điểm mà tụi em đã trải qua như thế nào, tự nhiên nó ù về. Em có muốn gửi lời gì cho vợ con mình không? Xin mời. Hôm nay nhân chương trình này anh thì anh nói với em là ngày hôm nay anh và em hai đứa đã có hạnh phúc, có con, và hai đứa sẽ cùng nhau lo lắng cho con. Và anh chỉ mong là ngoài ba mẹ mạnh khỏe thì anh mong là em với con có thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng đầy niềm vui trong cuộc sống. Người ta hay nói câu là người đầy đủ á hay đem tình yêu về đập phá, những người mất mát á hay chấp vá lượm lặt những mảnh vỡ để ghép thành tình yêu. Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay chặt nữa, để bên nhau nắm tay đi một đoạn đường thật là dài trong suốt cuộc đời này. Cảm ơn em rất là nhiều đã yêu anh. Cari à, chú phải nói con rất là hạnh phúc khi mà là có một người cha rất là tâm lý chu toàn, thấy không, một người mẹ vô tư vui vẻ lúc nào gia đình nó cũng trong một cái trạng thái cực kỳ hạnh phúc luôn. Mà hỏi cái tính làm thêm món gì nữa không vậy? Cái gì vậy? Tính làm thêm món gì nữa không á? À, Bentley có gợi ý là anh ơi có cà ri phải chấm bánh mì á. Được, bánh mì biết đâu được, tự nhiên cái xong chương trình ngày hôm nay tối nay về chốt đơn được.